nhưng mà cậu này không có. Tôi cảnh sát đi chơi bình tĩnh. Anh em bảo cảnh sát đi chơi bình tĩnh. Cậu thể là cậu bình sự, cậu bình sự. Cậu làm đi, cậu có trách nhiệm. Bình sự ở đâu đó là việc của tôi. Tôi kiểm tra anh bây giờ. Kiểm tra thì cứ kiểm tra. Được chưa? Tôi kiểm tra anh bây giờ. Anh bảo anh công an đi. Gọi đồng viên công an. Gọi công an đơn vị nào? Đơn vị nào đây là việc của tôi. Tôi đang kiểm tra anh ấy rồi. Kiểm tra thì cứ kiểm tra. Tôi yêu cầu kiểm tra anh chính thì đương nhiên. Tôi sắp phủ đi tờ cho tôi. Kiểm tra anh. Bảo anh bỏ hết. Đồ đạc trong người ra đúng không? Làm anh bỏ hết ra rồi, hết rồi con mình cũng đã bị bỏ ra. Tôi còn là bộ, tôi là bộ hè, tôi là bộ hè. Có cái tuổi tôi còn nói nhẹ nhàng. Tôi là tôi cũng xưng tôi, cũng xưng ông. Nhá. Nói nhẹ nhàng thôi, gặp phải đúng đối tượng ở đây. Anh đối tượng nào? Công an mà là đối tượng à? Anh là đối tượng. Không, người tôi thì các anh phải rút thẻ đàng hoàng. Tôi có anh tôi cảnh sát công khai đây rồi, người ta giới thiệu rồi, anh phải chấp hành. Đây là tổ công tác đặc biệt của chúng tôi gồm có anh là công an, anh chẳng hiểu cái gì cả. Tôi nghĩ anh không hiểu cái gì đâu. Không hiểu gì đâu, của tôi. Đương nhiên thì tôi, cứ đưa tôi hỏi anh là tôi kiểm tra, tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, tôi kiểm tra anh. Đây đấy, kiểm tra đây, đây tôi cho kiểm tra. Tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ, tôi kiểm tra anh. Bắt luôn. 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 B